xong cái việc là select 2. Product 2.0.n này, where này, and where này. Làm all where chưa? All where thì như nào? Đúng rồi, thay thế cái này bằng cái all phát là xong. All where này. Tiếp tục. Nếu mà hàm first thì như nào? Hả? À, ừ nhỉ. All where. On rồi này. Cái first thì sao? Không. Mình không thích dùng limit. Đây nha, coi nha. Cứ thông thả. First này, mình sẽ có là cái biến result. Biến result bằng model trỏ đến get. Này nó lấy ra cái gì? Một bảng đúng không? Rồi sao? If cao của cái result lớn hơn 0 thì return result ở vị trí số 0. Else thì return ra null. Xong chưa? Order by thì sao? Order by này sẽ có một hoặc hai tham số. Trong cái mảng này sẽ có một hoặc là hai đúng không? Chúng ta sẽ có gì? $this trỏ đến query builder cộng bằng với cái gì? Cộng với cái gì? Order by. Order cách ra order cách by. Xong cách tiếp đúng không? Rồi giờ sao nữa? If cái biến cao của ARR này bằng 1 thì order by sao nữa? À quên nhầm. This trỏ đến query builder cộng bằng với cái ARR ở vị trí số 0. Đúng không? Sau đó cộng với một dấu cách cho chắc. Đó. Cái gì mà string? Không, đây tên cột mà. Yeah. Else. Hả? Tôi không thích. Else. L if cái cao này bằng 1 bằng 2. Cao này bằng 2 thì this query builder nó sẽ bằng ARR1 này. Phẩy ARR1 cách chứ. Cách gì nữa? Cộng với ARR ở vị trí số 1 cộng với một dấu cách. Cuối cùng là return model. À, return this chứ quên. Return dollar this. À, ừ, bằng 2. Hết chưa? Xong đủ chưa? Chưa đủ. Đó, riêng cái order này là chưa đủ. Thế vì sao chưa đủ không? Order nhiều điều kiện rồi. Order nhiều điều kiện thì sao? Đúng không? Nên nha, có select sao from product order by product name, product rank,
they are saying, fine. Rock name, I said, Đà Nẵng. Đây là tôi để ASC. Làm nào? Nếu mà nhiều thì làm nào? Chúng ta có như sau này. If không phải cao. Tìm một chuỗi ở trong trong một chuỗi khác làm nào nhỉ, quên rồi. PHP index of string str post sao ấy, đây à? Đây str post string file start. Rồi. Chúng ta if có cái this trở đến query builder phải nhập str post của cái this query builder so với cái từ order by mà khác trừ 1. Hiểu không? Tức là tìm cái từ order by trong cái câu query builder. Nếu mà nó không tìm thấy nó sẽ ra cái trừ 1. Còn nó tìm thấy nó sẽ ra cái số thứ tự. Bây giờ chúng ta có thể test này. Đây nhá. Cái câu này. Đây tôi bỏ cái đoạn này đi nhá. Không xóa được không ạ? Đây. I love. Cái này không đúng, không sửa được. Chúng ta str post. Để copy cái này sang PHP tester. Đúng không? Giờ chúng ta có là câu lệnh thử như này xem. Select sound from user where ID bằng 1 order by, tôi đi bịa ra mà, order by name chẳng hạn. Đúng không? Như này, đây là một câu lệnh này. Sau đó chúng ta sẽ có cái từ để tìm là từ order by. Xem nó ra bao nhiêu. 44 đúng không? Đúng nhá. Bây giờ nếu mà tôi không có cái đoạn order by này, các bạn xem nó trả về bao nhiêu. Null. Ồ. Từ 35. False. Vậy thì string rồi nha. Str search. Ê, khác phone đi. Khác tuyệt đối với phone. Khác tuyệt đối với phones, tức là không tìm thấy cái order by này ở trong đấy đúng không? Chúng ta thêm cái đoạn order by này vào. Còn nếu có thì chúng ta sẽ this query builder cộng với cái gì? Dấu phẩy. Đúng không? Order nhiều điều kiện. Thêm dấu phẩy ở đây. Chúng ta thử nha. Product where cái gì ấy?
Where mảng này code price lớn hơn 100 và order by name, sau đó tiếp order by tiếp. Lại order by một cái mảng price phải DSC. Sau đó tiến hành va đâm cái product kia ra. Bên này được chưa? Đây chúng ta xem này, output ra cái gì? Sai rồi. Name ASC, price DSC thì đúng rồi. Nhưng mà chúng ta đang bị lỗi cái đoạn search. Nó đều là phẩy cả đúng không? Chờ tí nhá. Để tôi DD ra cái đoạn này coi nó ra cái gì. Và đập. Phones. Cái này phải bằng phones. Bằng tuyệt đối với phones. Thì có cái này. Làm lại. Được chưa? Đúng nhá, đúng cô lệnh nhá. Rồi, sau đó là nếu mà muốn lấy ra thì get thôi. Muốn lấy ra ngoài thì là trỏ đến get. Không có thảo luôn. Giá sản phẩm thằng nào cũng ấy á. Đâu thằng nào mà trả lớn hơn 100? À đây, viết sai. Được chưa? Search theo tên này, order trước tiên là theo tên này, ISV đúng không? Bây giờ tôi search nhưng chiều ngược lại này. Cái này tôi cũng DSC luôn. Được chưa? Nó đảo ngược lại cho chúng ta. Đấy là câu lệnh order by. Bây giờ câu lệnh delete xong rồi đúng không? Chúng ta đến câu lệnh gì nữa? Chúng ta tiến hành tạo ra câu lệnh là insert function insert. Giờ làm nào để câu lệnh insert như nào? Gì? Câu lệnh insert là như nào nào? Nhắc lại tôi. Insert into table. Vào khoa.
Làm này kiểu gì? Không phải static. Hả? Tại sao lại là static? Vì sao không phải tạo đối tượng mới? Không. Làm nhảm. Chẳng liên quan. Nó muốn insert thêm những thằng khác thì sao? Lấy quan hệ thì làm nào? Tại sao lại không static? À, lại static được. Đô la query đô la SQL bằng insert into đô la this trỏ đến table name gì nữa? Dạ. Cái đóng ở ngoài phải làm gì? Làm gì? Chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ trong các cái cột, trong các cái bảng này chúng ta sẽ có một cái cột là public public đô la column bằng cái mạng. Ví dụ trong cái bảng này chúng ta sẽ khi mà insert hoặc update chúng ta sẽ có ID này, name này, price, detail, feature emit, create the type đúng không? Thì chúng ta sẽ có ID thì bỏ qua nhá, ID thì thôi, không cần. Chúng ta sẽ có name này. Price. Cứng luôn. Detail. Làm động cũng làm được, nhưng mà làm động tôi làm ra thì các bạn sẽ không hiểu được. Price. Feature emit. Created by đó bằng này cột xong rồi chúng ta có những cái gì nữa chúng ta thực hiện tiếp câu lệnh như sau. SQL chấm bằng với đóng mở ngoặc trước đã đóng mở ngoặc trước đã này enter xuống này chấm ở đây này bằng SQL chấm bằng ở dưới xong. Có gì nữa? Thực hiện foreach cái biến this trỏ đến column s col. Dạ. Chúng ta có gì? SQL chấm bằng với col đô la col cộng với không như này đi string này cách đô la col phẩy cách như này đúng không? Giờ chúng ta có gì xem nhé. Và đam ra cái biến SQL được chưa? Bây giờ thực hiện insert này tôi sẽ có cái product này bằng tôi lấy ra first bây giờ tôi sẽ lấy ra products trỏ đến insert đai chưa nhỉ đai luôn model lỗi model đâu vậy? Base model dòng 85
đây đây đây, this. Sao? Insert into product, nó dư cái này này. Các bạn lưu ý nó dư cái này này. Đúng nhá. Giờ sao? Làm sao để bỏ cái số dư này đi, cái dấu dư này đi. Là cái dấu này này. Đoạn này này. Gì? Rstream SQL phẩy phẩy cách quả không được này à, à đây 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 SQL bằng nếu mà không điền cái gì vào đây thì nó sẽ xóa ký tự trắng. Rồi xong, đóng mở ngoặc rồi, giờ gì nữa? SQL cộng bằng value gì nữa nào? Bây giờ gắn giá trị thì gắn kiểu gì? Không cần bảng gì mà bảng ta linh tinh. Bảng gì nữa? Đây rồi. Giờ chúng ta có gì? Lại for x lại cái này. Các bạn lưu ý này, giờ xem nhé. For x này, this column code đúng không? SQL sẽ cộng bằng string này. Sang string chưa? Code đúng không? Chấm cái gì? Dollar this trỏ đến. Và lại retrieve. Xem nhá. Ôi giời ơi. Convert dòng 18, 18 là dòng này. Dollar this con. Hả? Cái gì? Không phải. Cái này này. Nhớ. Sao? Cái dấu ngoặc nhọn này là như thế nào? Cái dấu ngoặc nhọn này như thế nào? Ví dụ cô đầu tiên của anh em đúng không? Nhớ trong cái volume ấy, cái giá cái phần tử đầu tiên của anh em đúng không? Bây giờ cái trỏ nó là gì? Trỏ đến cái cô đầu tiên nó sẽ phải là như thế này. Đúng không? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chắc chắn là không lấy được ra. Như thế thì cho nên là người ta mới phải như thế này. Để chuyển cái, để loại bỏ cái này đi. Trỏ đến đêm. Được chưa? Đây là một cái mới cũng chẳng quên tên nó là cái gì rồi. Tôi hay dùng là ví dụ khi mà chúng ta muốn lấy được cái này, muốn gọi cái hàng nào đấy. Và từ chúng ta quy định trước hoặc được tách ra, chúng ta gọi thẳng đến cái string. String này như thế này. Thì nó sẽ tương đương với việc là lấy giá trị của phần tử cái này hoặc là ghép cái gì đấy nó là bằng cái này, nó sẽ gọi đúng cái hàm này vào trong lớp và hiển thị giá trị. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta có thêm cái gì nữa để cho đảm bảo nó là string? Phẩy thêm cái này, phẩy thêm cái nữa này, cộng. Đúng chưa? Đưa hết sang dạng string, kể cả ngày tháng năm chuyển lên sang suy. Được chưa? Thì nó sẽ là hiển thị được. Và quên lên ra. Vậy thì cách à dư. Từ nha, chờ các bạn. À đây là cái ký tự trống. String giống. String giống và insert được bình thường. Các bạn thích là giống hay là đúng? Giống nhá. Câu này có insert được không? Có điền được không? Thử nhá. Tất nhiên tôi sẽ sửa một tí cái tên của nó đi. Query này. Đây là V2 3. Giá là 3.500. Đây là 3 quả thật.
Xong chưa? Bây giờ đây, product này. Được chưa? Insert được không? ID nào? Bởi vì gì? Sau này khi các bạn insert dữ liệu vào ấy, chúng ta có thể là biến đổi dữ liệu, đúng không? Chứ không thể nào bằng lấy ví dụ nhá. Ví dụ như này. Một ví dụ cực kỳ điển hình luôn. Chúng ta có cái date đúng không? Có cái date đúng không? Format của Việt Nam là như thế nào? Ngày, tháng, năm, đúng không? Nhưng mà nếu ở trong cái cơ sở dữ liệu nó nhận kiểu hình dạng gì? Năm, tháng, ngày, các cả dấu gạch này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ trường hợp là chúng ta dùng cái product 2.2 chấm điền các cái field vào đây, không phải field vào đây, giá trị vào đây phải đúng không? Để biết có bao nhiêu field mà truyền, biết có bao trong cái product này có bao nhiêu cái dữ liệu cần truyền, có biết không? Đấy là một cái thứ hai là xử lý cái ngày tháng năm mình cho cái thằng product thì làm nào, chuyển từ cái dạng ngày tháng năm này sang dạng ngày tháng năm này làm như nào? Đấy kiểu gì? Viết sẵn một hàng chuyển đổi cái ngày tháng năm ở trong lớp product, xong gọi đô la dĩ đô la chọi đến convert, gán lại cho nó cái giá trị là xong đúng không? Cái thằng nào tiện hơn? Thằng new object bao giờ tiện hơn? Ví dụ chúng ta sẽ có cái biến mua đồ bằng new product, sau đó chúng ta sẽ có cái model chọn đến name bằng cái giá trị nào đấy, model chọn đến price bằng cái giá trị nào đấy, sau đó chúng ta mới đến là model chọn đến insert, chạy một phát như thế này thôi, được vấn đề chưa? Thứ nhất tốt nó rõ ràng, cái thứ hai là chúng ta có thể lợi dụng nhiều cái tính chất của cái đối tượng khi mà chúng ta lưu rằng. Bởi vì có nhiều cái hàng chúng ta chỉ là như thế này là get hay là convert thôi, chứ không phải hàng nào chúng ta cũng stating được đâu, đúng không? Và xếp xuống thì quan trọng là gì? Chúng ta có sẵn model đấy rồi, có sẵn cái list rồi, chúng ta làm sao biết được cái cột nào cần phải điền rồi bằng cái column kia rồi, xong chưa? Có thế không? Hết phim đây. Mô thì phần còn lại chẳng có cái gì nữa cả. Phần còn lại có cái gì? Biến con này bằng đô la this trở đến get connect stmt bằng cái biến con trở đến prepare, đúng không? Prepare cái câu SQL và tiến hành stmt trở đến gì? Insert trỏ đến execute. Xong, đặt hết cái mớ này vào trong một cái try catch, đây là exception. Nếu mà thực hiện suôn sẻ thì return true. Hay là có thể return ra class index. Tí nữa tôi sẽ lấy ra class index cho chúng ta. Còn ở đây chúng ta sẽ return ra false. Thế là biết là thực thi hay thành công hay đúng thất bại đúng không? Thử cái nhá. Tí nữa tôi sẽ lấy ra cái ID cuối cùng, last ID cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thử này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái index ở đây. Đây tôi lấy ra cái product rồi nhá, bây giờ tôi sửa này. Product
trỏ đến name bằng trung NQ product trỏ đến price bằng hai quả thật. Product trỏ đến detail à? Đúng detail, detail. Đây là detail chứ. Trỏ đến price bằng 99999. Xong chưa? Insert này. Và đầm đi chưa? Reload nha. Chu insert thành công. Đúng không? Không phải làm gì thêm nữa không? Sao? Cái nào tiện? Một phát là xong. Rõ ràng. Đúng không? Thậm chí nhá, chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái trò này. Ở trong cái product này chúng ta không cần cái này nữa luôn. Dẹp hết luôn. Đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được ra khi mà người ta cán. Quay đi đây. Khi người ta cán, người ta hoàn toàn có thể làm lấy luôn được cái phim nào có dữ liệu luôn. Biết được từng phim một, ví dụ như là phim sau nhé. Ví dụ như này. Gì nhỉ? Void cái biến model luôn, cái biến this luôn. Ascii value nhá. Tôi echo này. Echo đây là key. Key này, trừ value này. Cộng thêm một cái biến BR, cái thẻ BR nữa. Sau đó tôi đài ở dưới này. Các bạn coi nhá, nó ra cái gì nhá. Thấy có gì? Bỏ qua nó xong lỗi đi. Có gì? Cái biến là gì? Cái attribute là gì? Thêm một name. Giá trị là product. Mấy kia, cái thông tin là gì? ID 4 name chung price 99 thì đều hai quả thật. Cái chảy mít rộng lên tuyển 3 khá là sao? Kiểm tra được chưa? Được chưa? Đấy, không cần thiết là phải có cái cô luôn kia luôn cũng làm được. Chúng ta có ích như thế này là xong, đúng không? Nó chẳng qua là tôi muốn giải thích cho các bạn hiểu dễ rồi, được chưa? Có thắc mắc gì nữa không? Đọc sâu vào, chưa bao giờ nghĩ đến các thuộc tính của đối tượng có thể có ích cả. Thằng nhà quê, chẳng biết gì. Đây gọi là chọc sâu. Đi sâu vào bên về thì biết được mấy cái trò này. Với lại cả cái này chắc cũng không biết đúng không? Cái đóng hoặc nhọn này cũng không biết đúng không? Cái này không biết đúng không? Thì giờ biết. Thì bây giờ biết. Nó là có cái tôi chẳng biết giải thích nó kiểu gì, cái từ thuật ngữ của nó không nhớ. Tóm lại là cái text nó chuyển thành cái thuộc tính. Nó là gì? Chuyển thành thuộc tính. Cái này là cái giá trị của nó là có thế. Nó không nhớ nó là cái kiểu gì. Và trả cái thuộc tính có thể là trạng string. Không, đây là lấy giá trị, đây là ví dụ nhanh lên nhá. Câu lệnh này tương đương với việc là lấy giá trị của thuộc tính name của đối tượng là đó, đối tượng ông hiểu thế cũng được. Nói chung là phần này tôi không biết giải thích kiểu gì. Sao? Rồi. Tiếp tục này.
insert giờ còn mỗi cái update nữa là hết gì? Ta xong cờ đầu đi đúng không? Update gì nào? Học nhanh nhé. Tất cả những thứ trong mô đồ đều xoay quanh SQL trong cái gì mới. Tạm. Tôi làm nó đây rồi. Thử làm đi ra. Tôi sẽ đẩy code lên nha, tôi đẩy code lên GitHub. Để các bạn lấy về xong rồi các bạn làm cho tôi cái hàm update nhá. Tôi đã bảo rồi, các bạn mà nắm được cái này các bạn đi đâu cũng nhận luôn. Lên đấy. Lấy cái hàm lấy đi. Tao cho cái hàm lên. Bây giờ mình cũng ngu không kìa.
Em 3 năm thôi mà. Sao lại trả bằng chu nhỉ? Là đang pha đâm cái product này. Rồi tốt. Đó là trả tiền chu ra. Em bạn xem pha đâm cái phớt thì ra nó gì? Đâu, pha đâm trả cái product ra. Đây thì quên chưa control F. Sao? First nó trả ra đối tượng. Tại sao em lấy code từ thầy về trả ra? Đây là cái DB của tôi thay đổi cấu trúc rồi. Ông phải sửa lại cái cấu trúc cơ sở dữ liệu của ông ấy. Nó thuộc tính ấy. Có cell write này, cấu trúc cell write thôi. Không. Nó làm một cái gần giống chúng ta chuyển ra. Tao nhận được số lại không nhá. Uầy, kinh nhỉ? Chạy được thế nào? Đi. Đi, sao vậy ạ? Nếu mà người ta
xong chưa? Đâu nhỉ?
sợ tại vì mà ai đã gọi đây? Hmm.
Đây các bạn nhá, tôi lấy ra cái ID cuối cùng cho các bạn coi này. Ở trong cái connection ấy, ở trong cái get connection ấy, chúng ta thêm cho tôi cái đoạn này vào, tí tôi đẩy lên các bạn lấy ra nhá. Đây là tạo cái câu lệnh prepare ảo, ảo hóa, có nghĩa là khi mà các bạn nhét cái này vào này thì nó sẽ set cho cái câu lệnh của chúng ta được phép sử dụng transaction và lấy được ra cái ID, và khi các bạn insert mới vào nó tự sinh ra. Thì các bạn thêm cho tôi cái đoạn này vào là xong. Tí nữa tôi sẽ đẩy code lên. Cái thứ hai, rất may ở trong PDO của chúng ta có transaction. Giải thích luôn qua cái transaction nhá. Transaction nó là một cái công cụ để giúp chúng ta đảm bảo cái sự an toàn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Ví dụ như sau, chúng ta đi transaction này, đi in transaction này, sau đó chúng ta insert rồi chúng ta update đoạn hết lên này, hoặc ví dụ insert một bảng A, sau đó chúng ta update tiếp một bảng B, xong lại insert tiếp một bảng C nữa. Nếu mà chúng ta không có transaction, bảng A insert xong có dữ liệu đúng không? Bảng B insert xong cập nhật dữ liệu, bảng C insert lỗi theo mà. Lỗi đây là gì? Lỗi khi mà trong cơ sở dữ liệu các bạn quy định một cái cột là kiểu integer chẳng hạn, các bạn điền vô nó kiểu text rồi, text nó lại là ABC đấy, chứ không phải là số đâu, hiểu chưa? Vậy có lỗi không? Insert lỗi chắc, đúng không? Thì như vậy thì cái insert này, cái bảng C này nó sẽ không được insert dữ liệu vào, mà nó chạy đến câu dưới tiếp luôn, nó báo cái lỗi phía trên. Thì như vậy thì cái bảng A và bảng B nó vẫn có dữ liệu thêm vào, đúng không? Đúng không? Như vậy thì là không ổn. Sau này cái thằng này nó liên quan đến phần C nó lại không insert được thì là không có cái gì để lấy ra, lại báo lỗi, đúng chưa? Thì ở đây chúng ta có cái transaction này, khi mà bắt đầu các bạn đi in transaction, các bạn thử đi bao nhiêu câu lệnh tương tác cơ sở dữ liệu cũng được. Sau đó nếu các bạn đặt nó trong cái try, nếu mà tất cả cái mớ này thực hiện thành công thì các bạn tiến hành commit lên, tức là khi mà chạy hết cái mớ này không có vấn đề gì cả, thuận lợi, thì nó sẽ áp dụng cái này trong cơ sở dữ liệu của mình, được chưa? Còn nếu mà một trong những cái này nó bị lỗi, một trong những cái này bị lỗi thì chúng ta sẽ có cái catch, bắt vào trong cái catch này. Khi một trong những câu lệnh bị lỗi thì nó sẽ thực hiện là rollback, tức là sao? Nó sẽ lưu lại cái trạng thái của cơ sở dữ liệu của các bạn tại cái thời điểm đi chấn sửa. Yeah. Transaction là nó lưu lại cái dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn tại cái thời điểm này. Sau đó nếu trong quá trình chạy nó bị lỗi thì rollback là tức là nó trả lại cơ sở dữ liệu của bạn về trạng thái khi chúng ta bắt đầu transaction. Như vậy nó sẽ đảm bảo được cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nếu mà như bài báo lúc nãy là cái câu C thì bị lỗi này, đúng không? Cái câu C thì bị lỗi này thì nó sẽ xóa luôn thằng A, xóa luôn thằng A, trả ngược lại các bên của thằng B, trả xóa bản ghi dung A thì khỏi cơ sở dữ liệu, chẳng liên quan đến nhau, trả ngược lại cái trạng thái ban đầu khi chúng ta bắt đầu tính transaction, đúng không? Thì đấy là cái lợi ích của nó, và hầu hết trong các dự án thực tế đều bắt buộc nhân viên phải hiểu và sử dụng được transaction này, đúng không? Thế nó mới đảm bảo được, chứ nếu mà các bạn cứ một nhiên đi sơ đáp đến đi cực kỳ nguy hiểm, dự án to là trên ngành lỗi đầu tiên rồi, sau này còn sau đi ngồi làm sạch cả cơ sở dữ liệu, đấy nhỉ? Kiểu khái niệm transaction nhá. Đây tôi dùng ở đây là mẫu để các bạn từ sau đi câu lệnh, đặc biệt những câu lệnh sau chúng ta phải dùng này, insert, update và delete thì phải dùng transaction, tức là những cái làm ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu chúng ta nên sử dụng transaction. Đấy chưa nhỉ? Còn try catch này thì nó try catch này có hiểu không? Try là chạy thử cái mớ này. Để chạy thử cái mớ này. Nếu một trong những câu lệnh trong try bị lỗi hoặc là gây ra lỗi thì cái câu lệnh nằm trong catch này nó sẽ chặn. Được chưa? Còn với PDO, khi mà execute xong, trước khi commit chúng ta tiến hành lấy được ra cái ID vừa mới insert vào bằng cách là dùng cái con này trỏ đến last insert ID.
và gán cho nó bằng cái ZIS ID. Và chúng ta return luôn cái ZIS, tức là trả về cho người ta nguyên cả cái cục, cả cái đối tượng đấy luôn. Được chưa? Thì đấy nó là cái insert. Đây tôi thử lại cho các bạn xem nhé. Đây tôi thực hiện như sau. Đầu tiên là product first của thằng này. Sau đó tôi product name, detail. Đây tôi thằng Trung NQ, xấu trai, học dốt. Ở đây ông sẽ được lên YouTube. Được chưa? Sau đó tôi thực hiện là va đâm cái product insert ra. Rồi chạy. Không, thằng này nó khỏe nên nó phải có 4 cẩu thận. Các bạn xem này. ID bằng 12 luôn. Được chưa? Thì ở đây trong này chúng ta sẽ có cái xấu trai của 12. Được chưa nhỉ? Đó là cái câu insert. Lỗi nhá. Trung xấu trai. Ủa, đừng bảo chạy được nha. Price nó bị lỗi luôn này. Rồi chúng ta xem có insert dữ liệu không nhá. Có được không? Không được đúng không? Nếu mà lỗi thì không chạy được còn gì nữa. Lỗi không chạy được rồi. Nó rollback lại rồi. Bây giờ chúng ta xem vì sao rollback nó ảnh hưởng gì đến chúng ta này. Mười ba. Vì sao? Thằng này. Được chưa nhỉ? Nó vẫn tiếp tục. Nếu mà không bị lỗi thì nó lại tiếp tục. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai không ạ? Bỏ ra ngoài. Không. Prepare SQL, excuse. Hả? Cái gì? Đây nhá, tôi thử làm như này. Tôi sẽ để cho cái cột price này là not null. Price not null nhá. Xếp xuống này. Bây giờ ở thằng Trung này tôi không gắn giá trị cho cái dữ liệu của nó. Null, gắn cho bằng null. Thấy chưa? Xem có chạy được không nhá. Không, null, nó chạy được này. Mẹ, ảo thật. Tất nhiên là vẫn không review dữ liệu, nhưng mà tại sao nó không trả về phone nhỉ? Có lẽ cái hàm này phải trả về phone mới đúng. Hả? Đây rồi. Nếu mà lỗi ở đây đúng không? Nếu trong cái mớ này bị lỗi này thì nó phải chạy xuống đây và trả, nhìn thấy return phone không? Đáng lẽ nó phải trả về return phone. Thôi được rồi, đây. Thì mình sẽ có if this trở đến ID lớn hơn 0 thì return this. Còn không thì return false. Này cho chắc ăn. Chắc cô. Không lưu được thì return false luôn. Được chưa? Cho nó chắc củ. Tùy làm nào làm thôi. Rồi, hàm update như nào nào? Update này. Câu lệnh update là update this table này. Gì nữa? Set. Set gì? Gì ở đây bằng cái gì?
đô la côn bằng đô la zis. Đô la zis trỏ đến đóng mở ngoặc đô la côn phải. Hết chưa? Có gì không? À ừ, còn là bằng swing đúng không? Rồi. Chim, có chim không? Là chả cần chim. Gì nữa? Đến cái gì? Where ID bằng này thôi đúng không? Thử lại nhá. Tôi không thích. Update product set name bằng chung NQ xấu trai học dốt, drive bằng rỗng, detail bằng 4 quả thận, feature bằng rỗng, created by, where ID bằng 4. Đúng không? Có chạy không? Lại chả đúng. Được chưa? Xong hết chưa? Có cái này không? Không. Hoặc là return this luôn. This là chính cái đối tượng này luôn. Được chưa nhỉ? Đây là câu lệnh update của chúng ta. Thế thế là hoàn thiện cái MVC, à cái base model. Nó chúng ta sẽ dùng luôn cái này để trở thành cái gì biết không? Trở thành cái tầng model trong MVC đó. Về các bạn sẽ làm cho tôi bài tập như sau. Bài tập như sau. Chúng ta sẽ có một cái màn hình như này. Ở đây là product này. Giờ ở trong này là tên, tên sản phẩm, giá sản phẩm. Đây là chi tiết. Đây là ảnh đại diện. Đây là input dòng file nhé. Đây là input dòng file như thế này. Input dòng file này. Sau đó ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái table nữa. Yeah. Ở trong cái table này mỗi một dòng này tương đương với một cái bảng. Một cái input dòng file. Yeah. Input dòng file. Cứ mỗi một chúng ta sẽ có hai dòng, chỉ cần hai dòng thôi, biết không? Là file. Không nhớ. Input dòng file ở bên bên này cũng bắt được submit. Bây giờ anh có yêu cầu này. Đây sẽ là màn hình tạo mới sản phẩm. Tạo mới sản phẩm. Cái này nó sẽ là gallery của sản phẩm. Cái phần này dễ rồi đúng không? Phần này thì khi mà gửi form này lên, tạo mới một sản phẩm tên như này, giá như này, chi tiết như này, ảnh là cái ảnh chúng ta phát lên server xong link view được và link vào trong file vật lý rồi ném đường dẫn vào trong view là feature image là xong. Được chưa? Còn cái phần này, cái phần này này, chúng ta sẽ phải có một bảng gallery. Trong này có ID của ảnh này, product ID này và có URL
của cái ảnh up lên. Bây giờ ở đây chúng ta có hai cái ảnh nhá. Giờ ở đây có hai cái ảnh thì các bạn sẽ phải làm tôi là một bước một là tạo sản phẩm. Được. Nếu tạo sản phẩm thành công thì đến bước hai là lưu hai cái ảnh ở đây lên. Bước ba là tạo ra hai cái bản ghi trong gallery với cái product ID, chính là cái ID của cái product vừa mới tạo ở đây. Bây giờ làm nào làm bài này sẽ lấy làm điểm bài tôi xanh một nha. Chụp ảnh nào, tôi về tôi sẽ vẽ lại và tôi sẽ gửi sau cái chụp chụp ấy. Mày chụp cái gì đấy, mày chụp chân à? Hả? Về tôi sẽ mô tả. Hả? Đây nhá. Vào trang, vào ví dụ bài này, app 1 này. Vào trang index phát triển tính này luôn. Được không? Để tính các bạn giao diện như này luôn. Sau đó bấm nút submit này. Mục đích của tôi bấm một cái nút submit thì đã ra là đây là input này. Output của tôi là phải insert được vào trong bảng product một bảng ghi mới, insert vào trong bảng gallery hai bảng ghi nữa với cái một product ID bằng cái ID mà cái sản phẩm của mình tạo xong. Đấy là output, có vậy thôi. Đi đi. Không cần. Tôi tự đọc cơ sở dữ liệu. Còn nếu mà thằng nào có hiển thị được thì bọc lá thôi. Hiển thị được thì chắc chắn là người. Còn không hiển thị thì được thì chỉ tối đa là 8. Bài này sẽ là vừa vào bài điểm lắp 3 vừa là điểm xanh. Đẩy cốt lên nha. Ở